Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của VN YouTuber. Các bạn thân mến, hôm 7 tháng 10 vừa qua, một số cơ quan truyền thông Nga đã trích dẫn nguồn tin từ quan chức chính phủ và Bộ Quốc phòng Nga, nói rằng nước này đang xem xét quay lại các căn cứ của Liên Xô cũ ở Cuba và Việt Nam. Trong bản tin hôm nay, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem có gì đáng chú ý đối với thời điểm xuất hiện thông tin này cũng như thông điệp của nó là gì. Trước hết, vào hôm 7 tháng 10, Đài Tiếng Nói Nước Nga phiên bản tiếng Việt đã dẫn lời ông Oleg Nilov, phó lãnh đạo đảng nước Nga công bằng trong Duma Quốc gia Nga, nói rằng Nga nên trở lại các căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba. Tin tức của Đài Tiếng Nói Nước Nga viết Hôm thứ Sáu, tức là mùng 7 tháng 10, Duma Quốc gia có thể phê chuẩn hiệp định với Syri về bố trí nhóm không quân Nga vô thời hạn trên lãnh thổ nước Cộng hòa Ả Rập Syri. Kế đó, Đài Tiếng Nói Nước Nga trích dẫn lời ông Oleg Nilov nói với các phóng viên rằng nếu cần thiết thì những căn cứ như vậy tôi cho rằng cần trở lại cả Việt Nam và Cuba. Nếu người ta không muốn nói chuyện với chúng ta bằng ngôn ngữ ngoại giao thì chúng ta sẽ đấu tranh với mối đe dọa thế giới. Điều đó áp dụng trước hết với những tổ chức tân phát xít với tên gọi ISIL và tất cả những kẻ bảo trợ chúng. Cũng trong bài báo này, Đài Tiếng Nói nước Nga cho biết thêm là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Nikolai Pankov đã công bố trong Duma Quốc gia rằng Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét khả năng trở lại căn cứ quân sự ở các nước đã từng bố trí trong thời Liên Xô. Với lời nói của ông Oleg Nilov, ta thấy ông đã chỉ rõ ra rằng lý do mà Nga xem xét trở lại các căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba là vì người ta không muốn nói chuyện với chúng ta bằng ngôn ngữ ngoại giao. Người ta ở đây, còn ai khác là Mỹ. Câu nói của ông Nilov cũng đã gợi ra mối liên hệ giữa việc Nga tuyên bố xem xét trở lại Cuba và Việt Nam với sự căng thẳng Nga-Mỹ ngày càng tăng trong nhiều vấn đề như Ukraine. Syria Trực tiếp nhất là hôm mùng 3 tháng 10, Mỹ đã hoãn cuộc đối thoại với Nga nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, đồng thời cáo buộc Nga đã vô trách nhiệm khi hậu thuẫn cho Tổng thống Syria, Bashar al-Assad. Để đáp trả, ngày hôm sau, mùng 4 tháng 10, Nga tuyên bố đã triển khai hệ thống tên lửa S-300 đến căn cứ hải quân tại cảng Tatut ở Syria. Trong bối cảnh ấy, việc truyền thông Nga xôn xao đưa tin rằng Bộ Quốc phòng nước này đang xem xét hiện diện quân sự trở lại Cuba và Việt Nam có thể xem như là một động thái trả miếng Mỹ. Nhưng liệu lời tuyên bố này sẽ chỉ là một cú hù dọa trả miếng hay là Nga sẽ làm thật? Trước hết, ta hãy xem xét Cuba. Nhắc đến Cuba trong bối cảnh quan hệ Nga Mỹ căng thẳng như hiện nay, nó nhắc lại cho dư luận thế giới nhớ lại cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Khi đó, Liên Xô đã triển khai một số tên lửa đến Cuba, khiến quan hệ Xô Mỹ cực kỳ căng thẳng và ở trên miệng hố một cuộc chiến tranh hạt nhân. Rất may Cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết êm thấm và Liên Xô rút các tên lửa đi. Câu hỏi cần đặt ra là, ngày nay liệu có bao nhiêu khả năng Nga có thể trở lại hiện diện quân sự ở Cuba, một nơi mà chỉ cách lãnh thổ nước Mỹ vài chục km đường biển? Nhà báo kiêm chuyên gia về Mỹ Latin Mikhail Beliat hôm 8 tháng 10 khi trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói nước Nga đã nhận định không chắc rằng Nga sẽ khôi phục hiện diện quân sự tại Cuba. Ông Beliat phân tích Tôi không chắc rằng Nga sẽ khôi phục lại hiện diện quân sự của mình tại Cuba. Moscow còn nhớ rõ kinh nghiệm của cuộc khủng hoảng Caribe vào năm 1962. Và không ai muốn lặp lại tình thế khi thế giới một lần nữa đứng trên bờ vực của cuộc chiến tranh hạt nhân. Tôi tin chắc rằng nếu giả sử cuối cùng sẽ tiến hành một các bước thực tế để triển khai cơ sở hạ tầng quân sự ở Cuba, thì Hoa Kỳ sẽ làm tất cả để ngăn chặn điều này. Trước hết, họ sử dụng các đoàn bẩy áp lực chính trị, nhưng tiếp theo đó họ có thể tiến hành những biện pháp nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo Cuba cũng giữ quan điểm tương tự. Cuba trong trường hợp này sẽ trở thành chiến trường giữa Nga và Hoa Kỳ với tất cả những hậu quả tai hại nối tiếp đối với nước châu Mỹ Latin này. Trước đó, từ năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã tuyên bố họ không có kế hoạch mở căn cứ quân sự ở Cuba. Ngày 26 tháng 10 năm 2015, cũng theo tin của Đài Tiếng Nói nước Nga đăng tải, Giám đốc vụ Mỹ Latin của Bộ Ngoại giao Nga Alexander Chatinin nói Chúng tôi không có kế hoạch mở căn cứ quân sự ở Cuba Chưa bao giờ chúng tôi đặt ra vấn đề này Với Cuba, quan hệ của chúng tôi đang theo một hướng hoàn toàn khác Vấn đề khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Cuba là một khía cạnh khác Nhưng hoàn toàn không có lý do để nói rằng Chúng tôi đang có ý định xây dựng một cái gì ở đó Những phân tích của ông Beliat Kết hợp với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga năm ngoái Cho thấy rằng Nga chưa sẵn sàng để tái hiện lại một cuộc khủng hoảng như năm 1962 Mặt khác, ngay cả khi Nga thực sự muốn quay lại Cuba, thì điều này chưa hẳn đã nhận được sự đồng tình của giới lãnh đạo Cuba hiện nay. Chúng ta biết rằng, sau nửa thập kỷ đã bị Mỹ cấm vận, quan hệ Mỹ-Cuba chỉ vừa mới có những tiến triển. Nếu để Nga hiện diện quân sự trên lãnh thổ của mình, chắc chắn Cuba lại một lần nữa trở thành chiến trường giữa Nga và Mỹ, như lời ông Beliat nói. Đó là điều mà các nhà lãnh đạo Cuba chắc chắn không thể nào bỏ qua khi tính toán. Đối với Việt Nam, câu chuyện Nga muốn quay lại Cam Ranh không phải bây giờ mới xuất hiện trên truyền thông. Từ hôm 12 tháng 8, Đài Tiếng Nói nước Nga đã trích lời của tướng Denikin nói rằng không quân Nga sẽ trở lại Việt Nam. Trước đó nữa, hôm 21 tháng 5, báo Nga RIA Novosti trích dẫn lời ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga, nói rằng Nga đã đặt vấn đề với Việt Nam về việc khôi phục căn cứ hải quân Cam Ranh. Về việc Nga muốn trở lại Cam Ranh, trong bản tin số 114, tôi đã trình bày kỹ càng Quý vị nào chưa nắm rõ có thể tìm lại bản tin VN YouTuber số 114 để tham khảo lại. Cho đến thời điểm này, dựa trên những cơ sở thông tin đã xuất hiện, tôi vẫn tin rằng có thể phía Nga đã có những lời đề nghị được quay lại cam ranh, nhưng Việt Nam có một số bài toán rất khó giải quyết. Thứ nhất, nếu cho Nga thuê đất để đặt căn cứ quân sự trong vịnh cam ranh như thời Liên Xô, thì vi phạm nguyên tắc 3-0 mà Việt Nam đang kiên trì. Trong 3-0 thì có một cái không là không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam thứ hai là vịnh cam ranh hiện là một khu vực nhạy cảm cả nga và mỹ đều muốn quay lại hiện diện ở đây trước đây việt nam còn bị mỹ cấm vận việt nam phải dựa vào liên xô cho nên đã cho liên xô thuê đất lập căn cứ quân sự trong vịnh cam ranh ngày nay việt nam đang hợp tác với cả nga lẫn mỹ trong hợp tác quân sự mặc dù hợp tác việt nga nặng hơn hợp tác việt mỹ nhưng ngược lại quan hệ kinh tế việt mỹ mang lại giá trị lớn hơn nhiều quan hệ kinh tế việt nga sự ràng buộc đó khiến cho Việt Nam nếu cho Nga thuê Cam Ranh thì mất lòng Mỹ, mà ngược lại, cho Mỹ thuê thì mất lòng Nga. Thêm một điều nữa là do yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo, Hải quân Việt Nam đang được đầu tư để phát triển mở rộng. Với chiến trường trọng điểm cần phòng bị là Trường Sa, cảng Cam Ranh sẽ là sở chỉ huy tiền phương của hải quân khi có biến. Trong lúc bình thường, Cam Ranh cũng là nơi tập trung các tàu ngầm, tàu mặt nước chủ lực của hải quân Việt Nam. Hải quân Việt Nam càng mua sắm hoặc đóng thêm nhiều tàu thì mật độ tàu ở vịnh cam ranh càng lớn do đó nếu cho nước khác thuê cam ranh làm căn cứ hải quân thì hải quân việt nam sẽ khó tìm được một cảng khác tốt như cảng này để chi viện trường sa với những lý do đó việt nam khó có thể thỏa mãn yêu cầu quay lại cam ranh của nga như thời liên xô ngược lại về phía nga với tình hình kinh tế khó khăn của nước nga hiện nay chưa chắc họ có đủ khả năng tài chính để duy trì các căn cứ quân sự ở những vùng xa xôi như cuba và việt nam bởi vì những lý do như đã trình bày tôi cho rằng lời tuyên bố của các quan chức nga có vẻ là một hành động xù lông nhím đe dọa trẻ đũa mỹ hơn là khả năng thực tế mặt khác giả sử nga cũng muốn quay lại cuba và việt nam thật thì trong bối cảnh ngày nay yêu cầu đó cũng khó có thể được hoan nghênh vì nếu cho nga quay lại hiện diện quân sự trên lãnh thổ của mình việt nam và cuba sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những hành động trả đũa khác bằng kinh tế hoặc chính trị của mỹ việc tuyên bố sẽ quay lại việt nam và cuba của các quan chức nga được tung ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ đang leo thang căng thẳng, cho nên nó là một động thái phục vụ cho mục đích của Nga. Ngược lại, việc thực hiện điều đó thật sẽ kéo theo những tác động khó lường ở các nước sở tại. Đứng trên góc độ lợi ích quốc gia mà xét, thì có thể nói rằng chừng nào lợi ích của việc cho Nga đặt căn cứ quân sự trở lại chưa bằng hoặc vượt qua sự thiệt hại do việc làm đó gây nên, thì Việt Nam và Cuba sẽ không làm như vậy. Bản tin số 152 của VN YouTube hôm nay đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại